thần đồng chơi cờ. Bà nó đâu rồi? Sao mãi vẫn chưa có cơm? Cha con tôi đói rã cả rồi đây. Xong rồi đây, hai cha con ăn đi cho nóng. Lại khoai lang à? Con muốn ăn cơm cơ. Chịu khó ăn khoai hết bữa này, mai mẹ đi vay đấu gạo nấu cơm cho con. Vay là vay thế nào? Để người ta biết nhà mình ăn khoai cả tháng nay, người ta cười vào mặt cho ấy. Bà phải nghĩ thể diện cho tôi nữa chứ. Nhưng người lớn ăn khoai cả tháng còn không nuốt nổi, huống chi trẻ con. Tôi là tôi thương thằng Tí, nó thèm cơm ông ạ. Để sang mùa gặt, con lại ăn cơm chán chê ấy mà. Chịu khó ăn đi con. Bác ớt ơi, bác có nhà không đấy? Chào cả nhà, hình như tôi đến không đúng lúc. Nhà ta đang ăn cơm trưa rồi đấy à? Vâng ạ, nhà cháu đang ăn khoai bác ạ. Cháu mời bác. Chết, nhà bác hết gạo rồi ư? Sang tôi lấy tạm mấy đấu, ăn đến mùa rồi trả cũng được. Chứ trẻ con bắt nó ăn khoai, tội lắm. Không, nhà tôi còn cả bộ thóc kia kìa. Nhưng ăn cơm mãi cũng chán, nên ăn khoai đổi bữa một hôm bác ạ. Thỉnh thoảng cũng phải ăn khoai cho nhuận tràng chứ. Nào, mời bác. À, ra vậy, tôi cứ tưởng nhà bác hết gạo. Thôi, nhà ta dùng đi. Tôi chỉ qua nhắc bác, sáng mai có hội cờ tướng ở đình làng, mời bác tham gia cho phong trào thêm sôi nổi. Vâng vâng, tôi tham gia chứ, tôi mê nhất cái món ấy mà lại. Thế tôi về nhé, chào cả nhà. Chào bác. Mày, suýt nữa làm xấu mặt ba mày. May mà ba còn nhanh trí, không thì mất hết cả thể diện. Con... Nó là trẻ con, ông muốn nói thế nào thì phải dặn trước nó một câu. Chả biết ông hàng xóm ấy có tin không, hay lại đang cười thầm tôi trong bụng đây. Mai ông ấy mà ra đình nói oan oan cái sự cơ hàng của tôi ra, thì tôi còn mặt mũi nào mà cờ quạt nữa. À, phải rồi. Nghe ba dặn đây, trưa mai, nhằm lúc ba đang đánh cờ cùng các ông, các bác ngoài sân đình, con phải đến nói thật to, con mời ba về xơi cơm, nghe chưa? Ông ơi, hôm nay ông không cho tôi đi vay gạo, thì mai lấy đâu ra cơm mà ăn? Bà ngốc lắm, tôi bảo con nó nói thế, để người ta nghĩ nhà mình vẫn cơm nước đàng hoàng, lấy lại thể diện cho tôi. Nhớ chưa Tí? Dạ, con nhớ rồi ạ. Ái chà, bác ớt ngày càng lên tay đấy. Không dám, không dám. Chúng ta chờ hết ván này rồi về cơm trưa thôi chứ nhỉ. Sao thằng Tí còn chưa ra nhỉ? Đã dặn dò kỹ càng rồi. Hãy còn sớm mà bác, chúng ta thêm ván nữa rồi về. Đói một tí ăn mới ngon. Thế cũng được. Nó đến kia rồi. Cháu chào các bác ạ. Ba ơi, con mời ba về xơi cơm ạ. Mẹ nấu xong cơm rồi chứ? Vâng ạ. Vậy con nói với mẹ cứ ăn trước đi. Ba đang dở ván cờ, ba về ăn sau cũng được. Dạ, con sẽ phần ba củ to nhất, ba nhé. Ờ, thôi, mày về ngay đi. Dạ, ba nhớ về sớm nhé. Con sẽ phần ba củ to và bở nhất đấy. Cháu chào các bác cháu về. Thằng bé nhà tôi hay nói năng linh tinh lắm các bác ạ. Tân gia bất ngờ. Hôm nay có thưởng, đi liên hoan thôi nhỉ? Đi chứ, ăn xong đi hát cho vui. Điểm danh nào? Giang là 1, Hải là 2, Hương 3, Mai nữa là 4. Mình chắc không đi được rồi. Sao thế? Đi đi rồi lát bọn tớ chở về, không lo hết xe buýt đâu. Đúng đó, cậu là ít đi nhất đấy nhé. Thật ra hôm nay ông xã hẹn đến đón đi hẹn hò, cho nên mình... ra thế, vậy phải ưu tiên ông xã số 1 rồi, bọn mình không ép nữa. Chà, ước gì mình cũng được như Mai nhỉ. Thế thôi, bọn mình đi đi không muộn, ra kia bắt taxi đi. Bye bye Mai nhé, chúc vui vẻ nhé. Các cậu đi vui nhé.
đi với hội này lần nào cũng hết cả triệu bạc, mà mình thì đang muốn dồn tiền cho bữa tân gia nữa chứ. Anh Hùng, em đi ăn hả? Cái Mai nó bảo hôm nay hai vợ chồng anh đi hẹn hò riêng cơ mà, sao anh vẫn ở đây? Mai nói với em vậy à? Để vợ chờ lâu là không được đâu nha, đến đón ngay đi không thì nguy. Tại anh mà nó từ chối không đi liên hoan với bọn em đó. Thôi em vào nha. Hẹn hò ư? Sao Mai lại... Em về muộn thế. Hôm nay tắt đường nên chờ xe lâu quá anh à. Đợi mãi mới có xe. Nãy anh gặp nhóm bạn em đi liên hoan đấy. Sao cơ? Sao em không đi cùng với mọi người? Ôi dào. Mà bạn nó có nói gì với anh không? Anh cứ nghĩ mãi, hay tại anh đãng trí hẹn em mà không nhớ? Nhưng rõ ràng là không phải. Sao em lại... Nói thế chúng nó mới tha cho đấy. Phòng em thưởng tiền dự án, đi liên hoan với bọn nó sang lắm, tốn kém. Em á, còn nhiều việc phải ưu tiên hơn. Mấy khi em đi cho gần gũi, mọi người cũng tốt với em mà. Em cần tiền làm gì nữa thì cứ nói với anh, chứ cứ từ chối suốt lại xa mọi người. Có việc quan trọng cần làm trước anh ạ. Mọi khoản khác xếp hàng chờ hết. Em định tuần sau mình làm tân gia, mời nhóm anh đến nhà ăn cơm cho vui. Anh mới vào phải có màn ra mắt ấn tượng với đồng nghiệp một chút. Em đã lên hết thực đơn rồi, lát anh xem các anh khoái món gì thì chọn nhé. May thật, đúng lúc cần tiền thì được thưởng cao nhì giống em đó. Em đi tắm nha. Tiền tân gia ư? Tự chiêu đãi bạn anh mà tích góp cả mấy triệu bạc thế này ư? Còn không dám đi liên hoan với bạn nữa. Anh có chắc là các anh ấy thích ăn mấy món mình làm không thế? Em thấy giống món cho các chị em hơn. Em lo gì, đồng nghiệp của anh biết mà. Mà nè, có phải anh sợ em xấu xí trước mặt đồng nghiệp nên lúc trưa mới đuổi em đi làm tóc chăm sóc da không? Đâu có, vợ lúc nào chả xinh. Nhưng mà sáng giờ chợ búa nhìn em rủ cả ra. Ra đây, anh ra mở cửa, em vào sắp bàn đi. Anh ơi, không phải à? Nhà mà. Kìa, sao mọi người lại... Chúc mừng tân gia nhé. Anh Hùng lãng mạn thật đó. Công dặn bọn tớ đến bí mật cho cậu vui nữa. May có anh Hùng chứ, biết bao giờ cái Mai mới cho bọn tớ biết nhà mới nhỉ. Tớ ôi thơm quá. Vào đi chúng bay ơi, để bụng từ tối qua tới giờ sắp ngất vì đói rồi. Em có vui không? Sao anh không bàn với em? Giờ hẹn thêm thế này sao đủ đồ ăn được? Còn nhóm anh nữa, ngồi đâu cho đủ? Bọn nó để sao cũng được, lo gì. Hôm nay chỉ tiếp đón hội phụ nữ bạn em thôi. Thôi chết, nhưng mua hết khoản tiết kiệm cho tân gia rồi, giờ sao? Lo gì, bọn anh nhậu đơn giản lắm. Em ấy cũng phải thắt chặt tình chị em nữa chứ. Bạn em cũng như bạn anh đều quan trọng cả. Anh... Cảm ơn vợ lúc nào cũng nghĩ cho anh, nhưng cũng phải nghĩ cho mình nữa. Đừng gạt hết niềm vui riêng vì anh. Anh thì vô tâm quá. May mà phát hiện quỷ đen tân gia của vợ, kịp thời đổi kế hoạch. Không thì... Vợ chồng nhà này có cho khách ăn cơm không nhỉ? Vào đây. Điều ước của mẹ. Mệt cũng phải gắng vậy, nấu nồi nước mát cho hai đứa để lát chúng đi làm đồng về uống cho đỡ khát. Trời, thổ huyết, lẽ nào mình gặp bệnh nan y rồi sao? Trời nắng nóng thế này, năm nay lại hạn hán mất mùa nữa chứ. Vâng anh hai, cứ thế này thì năm nay lại thất bát lắm đây. Nắng nóng quá, hai anh làm việc vất vả ghê. Dạ, chào bác Tửu, bác đi đâu đấy? Thấy hai anh làm việc vất vả quá, tôi tính cách tới giúp hai anh mau giàu mà lại không mất sức như vậy đây. Thật ư bác, cách gì vậy ạ? Ngày mai hãy lên thành phố làm ăn với tôi.
tôi có mối này, lời nhiều lắm. Nhưng mà chúng tôi chẳng có vốn, cũng chẳng có kinh nghiệm kinh doanh, liệu... Cứ yên tâm đi, đã có tôi. Chỉ cần đi theo tôi thôi là các anh sẽ giàu to. Sao? Các con định lên kinh thành làm ăn ư? Vâng ạ, chúng con sẽ lên đó làm ăn với bác Tửu. Chắc chắn sẽ thành công mẹ à. Chúng con giàu có, nhất định sẽ báo hiếu mẹ. Cũng tại mẹ nghèo hèn, không giúp gì được cho các con. Để các con vất vả, nhưng các con đi mẹ thấy không có yên lòng. Mẹ à, mẹ lo lắng chuyện gì thế ạ? Các con từ nhỏ chỉ quanh quẩn ở xóm làng, không được học hành nhiều, muốn giàu nhanh đâu có dễ. Không được học hành thì cũng phải có nhiều vốn liếng làm ăn. Mẹ ơi, mẹ lo gì chứ? Mẹ không lo sao được. Chú Tửu có tiếng là gian tham, vì cái lợi mà sẵn sàng làm tất cả. Mẹ lo các con vì nghe lời dụ dỗ lại bị cái lợi làm mờ mắt, nhớ làm điều gì dại dột thì... Mẹ ơi, mẹ phải tin tưởng ở chúng con chứ mẹ. Tính các con thế nào, mẹ là mẹ các con, sao mẹ lại không hiểu chứ? Mẹ, xin mẹ chớ nghĩ ngợi nhiều thế. Chúng con không cam chịu cảnh cả đời sống trong nghèo đói thế này đâu. Mẹ à, thôi mẹ về đi, không phải tiễn chúng con. Quái lạ, không mưa gió gì mà sao lại có cái cây bật gốc ở giữa đường thế này? Hai con. Dạ. Khổ thân con rắn kia bị cây đè lên. Chúng ta cùng nhấc cái cây này lên để cứu nó nha. Mẹ à, đó là con rắn độc mà. Phải đó mẹ. Giờ mình cứu nó, không khéo nó quay sang cắn mình thì làm sao? Mẹ biết đó là rắn độc, nhưng mình không hại nó thì nó sẽ không hại mình. Xưa nay loài rắn cắn người thường là tự vệ mà thôi. Mau lên các con, kéo con rắn bị cây đè chết mất. Rắn ơi, may quá mày không sao. Giờ thì hãy trở về nhà của mày đi nhé. Xin đa tạ ba mẹ con đã có công cứu giúp. Để cảm tạ ơn cứu mạng, ta ban tặng cho mỗi người một điều ước. Mỗi người hãy nói lên một ước nguyện của mình, nó sẽ thành hiện thực. Vậy xin thần rắn hãy cho tôi có được nhiều tiền, cả cuộc đời sống trong giàu sang phú quý, không phải làm lụng gì vất vả cả. Được, ta sẽ cho anh toại nguyện. Ta đã giàu có thật rồi. Còn tôi, xin rắn thần cho tôi có được một ngôi nhà to đẹp, có được một cô vợ đẹp như tranh vẽ, cả đời được sống trong nhung lụa. Được. Khi người về đến nhà thì sẽ có được điều như mơ ước của người. Còn bà mong ước điều gì? Dạ thưa thần rắn, tôi chỉ cầu cho các con của tôi luôn biết làm những điều thiện để được bình an. Tại sao bà không ước để chữa khỏi được căn bệnh hiểm nghèo đang mang trong mình? Bà có biết là căn bệnh của bà muốn qua khỏi phải nhờ điều ước này không? Trời ơi, mẹ bị bệnh gì mà không cho chúng con biết? Phải đi, xin mẹ hãy xin thần rắn thay đổi điều ước của mình để được khỏi bệnh. Mẹ già rồi, mẹ nhìn các con hạnh phúc, vui sướng là trong lòng đã thấy hạnh phúc, mãn nguyện. Các con tôi từ nhỏ đã sống trong nghèo khổ, tự ti, không được ăn học nhiều. Nay tự dưng trở nên giàu có, nhiều tiền mà lại không phải do tự mình làm ra, sẽ dễ làm cho sa ngã, trước họa vào thân. Vì vậy, tôi mong tiên nhân hãy hướng các cháu đến điều thiện, giúp đỡ mọi người. Được như thế, dẫu ở dưới suối vàng, tôi cũng sẽ mỉm cười. Thật xúc động trước sự hy sinh, hết lòng lo lắng cho các con của bà. Ta sẽ để cho điều ước của bà thành hiện thực. Mẹ ơi! Mái tóc. Wow, hôm nay có tóc mới hả? Đẹp quá. Đúng là không hổ danh hoa khôi của trường mình. Đã xinh tóc lại còn đẹp nữa. Chuyện tóc mình làm tận trên thành phố cơ mà.
Con chào mẹ. Đi học về rồi hả con? Cơm nước mẹ nấu xong rồi đấy. Con thay quần áo rồi mẹ con mình ăn nha. Mẹ, chuyện mẹ hứa với con bao giờ mẹ mới thực hiện ạ? Chuyện gì cơ? À, mẹ vẫn nhớ chứ. Nhưng con phải chờ mẹ đã. Mẹ chưa có tiền. Năm nay đổ tương mất mùa. Khéo lắm á, thì chỉ lấy lại được tiền giống thôi con. Còn công sức và phân bón coi như mất cả. Lợn á, thì chưa đủ lớn để xuất chuồng. Lúc nào mẹ cũng bảo chờ. Chờ đến khi nào chứ? Bạn con đứa nào cũng được ba mẹ cho tiền đi ép tóc. Tóc chúng nó đẹp ơi là đẹp. Còn con thì tóc cứ xù bông lên, trông xấu chết đi được. Sao con là con của mẹ mà không được thừa hưởng mái tóc giống mẹ chứ? Tóc mẹ thì thẳng mượt, mà tóc con thì... Tóc xù cũng xinh chứ sao? Con gái của mẹ khác gì hoa hậu đâu chứ? Xinh gì mà xinh, con không biết đâu. Tóc xù vừa xấu lại quê ơi là quê. Con thích tóc đẹp giống như của mẹ cơ. Thu ơi. Thu ơi, ngủ rồi hả con? À, mẹ có cách rồi. Ngày mai sẽ có tiền con ạ. Con cứ ngủ đi. Thật hả mẹ? Con cảm ơn mẹ. Con biết mẹ thương con mà. Cha bố cô, chỉ cần cô cố gắng học tốt nên người á là mẹ vui rồi. Wow, hôm nay Thu xinh quá, tóc đẹp thế, cứ như là diễn viên ấy. Nhớ cậu nhé, được mẹ chiều thế còn gì. Cậu sắp thành hoa khôi rồi. Hôm nay các cậu cứ ăn thoải mái đi, tớ mời. Hoàng hô Thu. Hôm nay đi chơi vui quá, mình cũng xinh kém gì hoa khôi đâu. Thôi muộn rồi, đi ngủ đã. Chắc mẹ cũng đã ngủ rồi. Mẹ, hôm nay tới lớp, các bạn ai cũng khen mái tóc của con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì vậy con? Tóc của mẹ sao lại... À, mẹ cắt từ sáng mà. Bây giờ con mới thấy sao? Sao mẹ lại cắt đi? Trước tới giờ mẹ giữ gìn mái tóc này lắm cơ mà. Hôm nay mẹ nói xuống làng hạ, có phải mẹ đã... Làng hạ có mấy người hỏi mua tóc của mẹ. Mẹ thấy được nhiều tiền nên... Có phải mẹ bán tóc lấy tiền cho con không ạ? Thì nhà mình đang khó khăn. Mẹ thấy mớ tóc đó cũng không cần thiết mà bán lại được nhiều tiền, thì tội gì không bán hả con? Chỉ biết đua đòi mà không nghĩ gì đến mẹ. Để mẹ phải bán đi mái tóc mà mẹ giữ gìn bao nhiêu năm qua. Con còn vô tâm đến mức không nhận ra mẹ cắt tóc lúc nào. Con xin lỗi mẹ. Mẹ không sao. Mẹ đã nói chỉ cần con ngoan ngoãn học giỏi thì việc gì mẹ cũng chịu được hết. Con hứa từ giờ sẽ không đua đòi nữa, sẽ chăm chỉ học hành để không phụ lòng mẹ. Mẹ ơi. Ôi, con gái của mẹ. Xe hỏng. Hay quá, cố lên. Nhà cậu đẹp thật đó, vừa rộng lại còn siêu sang. Phải đó, đúng là con nhà giàu có khác. Sướng thật, ước gì tớ được như cậu. Có gì đâu, các cậu cứ nói quá. Ba mẹ tớ rất hay đi công tác. Tuần sau ba mẹ tớ lại đi công tác một tuần.
bọn mình lại tụ tập nhé. Nhất trí luôn. Hôm nay ta sẽ chơi tẹt ga luôn. Này các cậu, sáng mai thi đi. Biết tính sao giờ? Ôi giời, kệ nó. Tí về tính sao đi. Nè, chơi ván mới đi các cậu. Nhất trí. Cẩn thận, quản lý ký túc xá mà tóm được thì bọn mình tôi là cái chắc. Ôi, hôm nay vui quá, công nhận. Ôi, hai mắt dính vào nhau rồi, giờ mà được ngủ thì còn gì bằng. Tớ cũng chẳng kéo nổi hai mắt ra, làm sao đây? Sáng mai thi rồi, tớ chưa ôn chữ nào hết. Tớ cũng thế, thầy Black sẽ đánh trượt cả ba đứa mình mất. Có cách gì để xin hoãn buổi thi lại không nhỉ? Hoãn á? Này, tớ có ý này, các cậu. Cách gì? Nói mau đi. Đơn giản lắm, mai ta chỉ cần bảo chúng ta đi đám cưới buổi tối. Trên đường về bị thủng lớp xe, lại không có bánh dự phòng. Bà chúng ta phải đẩy xe suốt cả đêm mới về được tới trường. Không lẽ với lý do chính đáng như vậy, thầy Black lại không thể hoãn thi lại cho chúng ta? Hay quá, lý do nghe rất hay và chính đáng đấy. Cậu siêu quá. Thế thì giờ chúng ta cứ yên tâm mà đi ngủ thôi phải không? Chính xác, ngủ thôi. Ngày mai cứ thế nhé. Ok. Đến giờ thi rồi. Có ai biết Mark, John và Tom ở đâu không? Sao giờ này vẫn chưa thấy ba cậu ấy nhỉ? Dạ, chúng em không biết ạ. Thưa thầy. Sao thế? Có chuyện gì với các em vậy? Thưa thầy, chúng em xin lỗi. Tối qua bọn em đi đám cưới một người bạn. Không may trên đường về bị thủng lớp xe, lại không có bánh dự phòng. Ba chúng em đã phải đẩy xe suốt cả đêm mới về được tới trường ạ. Dạ, đúng là như vậy. Chúng em đã phải thức cả đêm và giờ gần như kiệt sức. Thầy rất thông cảm khi nghe chuyện này. Em biết giờ đã tới giờ thi, nhưng chúng em mình không còn đủ sức để làm bài. Thầy có thể... Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!